Hello cô nhá. Em giới thiệu các bác một chiếc máy hút bụi Dyson DC35. Em đã chế nó thành cái máy thổi bụi coi nhá. Đó. Thì nguyên lý của nó thì cũng rất đơn giản thôi. Đó chính là em tháo cái động cơ ra và em lật ngược nó lại. Các bác. Đúng ra thì trước thì nó là cái đầu này thì nó sẽ là cái đầu nó sẽ hút từ đây. Đó, đây một cái em cầm cả cái quyền rồi. Cái bộ của nó thì em phải bắt trên nhà rồi. Tức là mình chỉ lấy cái thân máy thôi các bác nhá. Cái thân máy thôi. Đó, lấy thân máy thôi, còn cái phần đằng trước thì bỏ đi. Trước là nó hút ở đầu này và nó thổi ra đít. Thì bây giờ em rút cái motor ra và em lật ngược lại. Thì bây giờ nó sẽ hút ở đây và thổi ở đây. Gió rất là mạnh. Đây em thử cho các bác xem này. Đây, xem các bác có nhìn được tầm này, có cao một tí đã nhá. Rồi. Đây. Các bác nhìn này. Mạnh hơn máy sấy tóc luôn. Anh em nào đi làm công trình thì cũng có thể chế cái này thổi bụi hoặc ở nhà thổi bụi vô tư. Máy nặng đúng 1 cân. Nặng đúng 1 cân, sạc thì 220V. Cái này thì em chế nó hơi xấu một chút. Nếu mà cái sau mà mình làm ấy, thì mình cũng có thể là cắt ngắn cái này đi. Cái động cơ, cái motor mình đưa lùi lên trên đây thì cái phần đít này là mình sẽ đưa sát được vào đây. Thì mình sẽ bỏ cái phần nhựa đi, đút sát vào thì nó đẹp hơn. Thì cái này thì em mua cái ống trong này là ống 60. Thì nó chỉ khoảng tầm độ 20 phân ống 60 thôi. Và một cái đầu này là cái côn thu 60 ra 48. Các bác nhé. Thì mình sẽ cắt cái đầu này này các bác này. Cắt cái đầu này của cái bình lọc ra, của cái bình đựng rác, mình lắp vào đây. Thì mình lắp cái này vào được. Đó. Còn nếu bác nào muốn nối dài ra hơn thì lại nối tiếp một cái cần của nó vào. Đây em lấy cái cần cho các bác xem nhé. Cái cần dài tầm độ 1 mét. Thì các bác với đường cao các bác thổi vô tư. Đây rồi. Đây nhá. À cái này chắc không được mét đâu. Đấy. Nối dài ra như thế này thì các bác đi các bác thổi bụi. Đấy, ví dụ mình thổi đất thì mình đỡ phải cúi, hoặc mình thổi trên cao thì không phải ưng ghế. Đấy, đây cái khớp này nó có cái ấn này. Đút vào nghe cạch phát là được. Thế thôi. Cái này thì bác nào mà có pin Makita sẵn rồi thì các bác có thể không cần dùng cái pin này. Thì các bác mua một cái chân chuyển đổi từ Dyson sang Makita, nó bán trên Shopee là 230.000. Thì về anh em lắp vào đây. Thì khi mà đi công trình thì mình chỉ cần đem thêm pin Makita thôi. Tại vì bây giờ em đang có sẵn rất là nhiều máy Dyson loại này, nhưng mà nó đang hỏng pin rồi. Mà bây giờ phải đóng pin mới lên thì mới dùng được các bác nhá. Pin zin thì vẫn còn sống nhưng mà nó bị chai rồi, dung lượng nó kém. Đấy. Cái này em làm nó hơi xấu cái phần này. Nếu mà mình làm gọn, đun lùi cái motor lên trên đây này. Đấy, thì cái thằng này mình lắp sát vào thì nó đẹp hơn. Thổi rất là mạnh. Đây công tắc mạnh nhẹ này. Nhẹ. Đấy. Đây. Anh em về chế để ở nhà xịt bụi linh tinh, dọn nhà dọn cửa cũng được. Đó, những cái chỗ mà nó ở trên cao thì mình dùng cái này, hoặc những chỗ nào ngóc ngách mình cần thổi bụi hoặc đi công trình làm rất là ok. Rất là mạnh nhé các bác nhé. Rất là mạnh. Pin cái loại này này. Nếu mà pin zin của nó nhé, pin zin của nó để chế độ bình thường mà mình lắp cái bộ hút vào, nó chạy thêm một cái bàn chổi quét ở đây nữa này, thì nó sẽ khoảng chạy khoảng tầm 20 phút. Nếu mà chế độ max công suất, chế độ mạnh nhé, thì nó chạy còn tầm 10 phút. Nhưng mà khi mà mình chế như thế này nhé các bác nhé, thì nó sẽ không chạy cái bàn hút này. Cái bàn hút đây là không chạy này. Nó đỡ được cái phần điện của cái bàn hút dưới nền nhà. Nó có một cái motor nó quay cái chổi rác. Cái thứ hai là khi mình hút rác thì nó sẽ qua một cái bộ lọc HEPA. Thì cái lực cản của nó thì nó sẽ cũng sẽ làm tiêu hao pin. Em chưa test con này nó chạy bao nhiêu lâu, nhưng mà em nghĩ rằng nó sẽ chạy được khoảng tầm độ 25 đến 30 phút. Đấy là pin mới các bác nhé. Tại vì khi mà mình dùng hút bụi
nó đã chạy được 20 phút rồi. Thì mình làm như thế này nó nhẹ tải đi mà nó đỡ được cái motor cào rác, thì em nghĩ nó sẽ chạy được tăng thời gian lên các bác nhé. Đây là nhẹ này. Khi nào mà cái đèn này nó sáng, đó là mạnh các bác nhé. Để chế độ nhẹ này nó thổi rất là mạnh rồi. Đó, rất là tiện các bác nhé. Em đang bán là 950.000 một bộ, nó đầy đủ hết cả đế treo tường cả sạc của con DC35 này, tức là nó full bộ, nó chỉ kém pin thôi. Thì anh em về thích chế kiểu này thì chế, hoặc anh em nào nếu mà thích chế kiểu này thì mua nguyên không lấy sạc, không lấy đế à, mà anh em nếu mà chế thì phải có cả sạc nữa mà bỏ lại được cái kia. Nói chung là bỏ lại không được đáng bao nhiêu tiền các bác nhé. Đó, 950.000 một cái bộ thân máy full bộ, và anh em muốn chế làm máy thổi này thì chế, hoặc là để zin là máy hút bụi thì để nhé. Nếu mà chế thành máy thổi như thế này thì anh em có thể mua sang cái thân máy của con V6. Con V6 thì nhà em đang bán giá thì nó sẽ rẻ hơn, thì nhưng mà nó là pin chết rồi, buộc anh em phải chế chân pin Makita các bác nhé. Đó, còn cái dòng DC35 này thì em đang đủ bộ bán 950.000. Còn V6 thiếu bộ thì có thể em sẽ bán nguyên thân máy này, nguyên body máy thôi, cái ống đầu, thêm một cái đầu hút này nữa này. Đấy, thì để tí em sẽ lên cho các bác nhé, thì em sẽ cân đối giá lại. Có thể thì nó nguyên thân body không, có thể nó tầm độ 500 hơn 500 một chút, không có sạc, không có pin, thì về anh em tự xử nhé. Khá là hay, rất là gọn các bác nhé. Cái này mình thu gọn được này, đầu này thu gọn là một tí nữa thì nhìn nó xinh. Ok các bác nhé.